Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Hôm nay là ngày trời đất rất là âm u với mọi người. Đang đi xuống ở khu vực này xem coi là của phóng viên Sầm Sơn nay nước xuống á. Thì theo bà con của Sầm Sơn thì săn bắt. Để xem có ông chú bắt hơn gì nha. Đây là tại cái khu của Quảng Vinh nha mọi người. Đây là một đám mây cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, chuẩn bị có khi là cái này sẽ tạo thành một vòi rồng đấy mọi người. Giống có hiện tượng vòi rồng đấy. Là núi Sầm Sơn này. Đây là hòn câu đang nổi lên này. Cái hòn câu này. Sơn này đấy, mọi người sân người ta đang đi bắt rất là nhiều, bên là bắt được con gì đây, con cá gì đây, tùy theo nữa, xem bên là bắt con gì, cái bắt con nhạy sơn. Đây. Đây là vẹm này, đây là vẹm. Đấy, vẹm. Quá nhiều luôn. Xem bông cứ bắt con thử ra. Đây. Ngoài đây có cái khu vực ngoài này không lội ra được mọi người ạ, lội không quen đấy. Ngoài đây các cô có thể đang bắt trên đây này, để khi mà thủy triều xuống á, nước à nước xuống á, nước biển xuống á, là những cái mỏm đá hoặc là những cái bờ kè nổi lên, con ra đây bắt nổi lên để nó mọc. Cái con vẹt xanh ấy. Nó mọc như chia luôn, đúng mình luôn này mọi người. Con vẹt này là đang nhỏ nha. Đây là vẹt xanh. Ốc này. Ốc này ốc cay, cũng ốc hương. Vẹt rất chia nhiều luôn đấy mọi người. Thấy không? Đây luôn, còn vẹn luôn. Không mà vẹn luôn. Vẹn nó bắn. Úi, đã chưa? Sầm đen luôn. Úi, chả đá chưa? Mày gặp luôn. Vẹn luôn. Vẹn này đang nhỏ. Đây là cái dạng này mà có bắt về thì cũng chỉ cho gà cho vịt thôi, ăn thôi chứ không làm thức ăn cho tôm mua đây. Cần là bắt về thì mình bắt về con này. Thì chiều xuống này mọi người, đấy sứa này, phải sứa chưa? Đấy, sữa nổi lên trên đây. Sữa này chưa? Không thấy. Đây là lại đây xem có con chú đang bắt. Bắt nhạch. Có một người đang bắt ra. Lấy cái bắt con gì nhỉ? Xem cách bắt lấy. Này sữa nó giạt vào nhiều lắm mọi người. Sữa này quá nhiều rồi, sứa
đây nhỏ. Ủa nhỏ mà nhỉ. Ngâm đi bắt đầu kênh. Nhỏ vậy nó teo lại cũng có tí. À. Đây con này. Này không thấy có con nhạch nhạch nhạch. Áp. Tùy theo hôm nữa áp vào được luôn. Ờ, con này hơi to tí này. To. Bên hông nó cứ là rút lên nó không bị đứt chân. Cái này mà cứ rút bằng tay không là nó đứt luôn chân luôn. Rút vẫn đứt luôn. Cái con to rồi. To. Xong ở bên hông như thế này cái là rút lên là nó không bị đứt chân. Đấy, con này to đấy, nó biết sợ. Điện quá đà rồi thắm gặp được nó to vừa là nhỏ như thế này nấu vừa giấm nấu canh thì nhỏ nhỏ này là không được rồi teo lại còn nấu còn nước vào là nó teo lại còn một tí thôi giờ đi ra đây xem có ông cậy quăng được tại con gì chắc là cũng ốc với vẹn mà cái này rồi cái loại ốc với vẹn tại vẹn cũng vẹn sang vâng tại chủ yếu là vẹn nha vẹn về nhỏ nhà bác nhỉ vẹn nhỏ vẹn này lỗ uống rượu đó. Vẹn xanh nha mọi người. Vẹn nào. Bữa này nữa. Nó nhiều lắm. Đây. Đấy, mẹn xanh đấy. Hôm nay ra về đấy. Cái này thì dễ lấy nhưng mà nó đang còn nhỏ cho mọi người. Chưa được to lắm. Đây này. Đây là lấy những cái con to nhất đấy. Đây. Con to nhất đấy. Đây con này. Đây là lấy được cái ông ấy. Vâng. Vâng. Là lặn nó nằm ở như cái bám như cái thành. Con vẹn này bám như thành cái móc cậy cậy tay cũng được nước ở đây hơi sâu chút nếu là le đi bắt vẹn để kiếm mồi thôi mồi nhậu vẹn rồi là không thua nhưng mà thích có mồi nhậu thì ra đây bắt một lúc là có mồi nhậu ngay vẹn a hồ nhậu. Nước chỗ này sâu hơn một chút.
nếu mà lội không lưới bên lưới là sâu, còn đứng ở trên cái bờ kè này thì không. Thật là hôm nào nước xuống thì mới lộ cái bờ kè này ra cho mọi người, còn nếu mà nước lên thì không bao giờ thấy được cái bờ kè này nữa, cái vẹn xanh quá nhiều rồi. Mở đây hết cho đâu. Tiếng cục bắc thì lặn xung quanh này vẹn nó bám như cái thành. Chung là cao lắm thì ngày cũng được khoảng nửa ít cân, bắt được ít cân rồi là mồi nhậu thôi. Còn vẹm to thì nó không nằm ở phía này mấy, phía này là người ta bắt quá nhiều, nên là vẹm to nó còn sót lại ít, nó phải nằm ở dưới khe cái đáy cơ, vẹm nó mới to. Còn như trên này thì hầu như nó nổi lên, con nào to là người ta bắt hết rồi, trên là nó ít có con to lắm. Mặt đèn mặt sơn, đây là cái khu này, đây là cái hầm câu, hầm câu đang đây là hầm câu đây, hầm câu đây đã. Câu là nay nước xuống thì nó mới nổi lên nha mọi người. Còn nếu như mà nước mà không xuống nó là không thấy được con câu rồi, nó chìm hơn bên dưới luôn. Cái hòn này thì tháng thấy được mấy lần luôn. Câu của Sầm Sơn, rất nhỏ, giống hòn đảo nhỏ ấy. Cái này nó đi một cua còn cái mình chưa chịu à đấy một cua đấy. Chơi quay tao chơi khổ cái đang bên có nó nằm sâu lắm mà cô. Sâu lắm. À. Cái đây phải đeo cái găng tay vào đeo bắt nó không kẹp ạ, đúng không? Ừ. Chứ còn đeo không đeo găng tay loại đấy nó gặp ghẹ hay là cua nó kẹp đau lắm. Ở đây là có cả cua cả cái nha. Ừ. À đấy đấy, con đẳng giống như con cùng cộng nha. Ôi, không thì bắt cái khác lại bắt ra cũng cộng mà nó hơi sâu rồi mò trong này là hơi khó rồi. Nó nằm ở trong cái khe rất là khó lấy, chắc lắm bám vào trong cái khe, nó chui vào trong những cái lỗ cái khe của cái bờ kè này nên là rất khó lấy. Để cho xem một tí cua đấy chưa được rồi. Cảm ơn. Cái nó màu đỏ đỏ, nó giống như con cua, nhưng mà dạng giống như dạng gọi là cái dạng cua đá. Đá. Ui. Làm sao gì đây, không bắt không. Ốc này, ô cha ơi, ốc cay nhiều lắm này. Ốc buồn hết đấy. Ốc to nhờ. Buồn lắm. Ngủ lắm. Ốc cay mọi người. Ốc nhiều lắm mọi người ạ. Đây này. Ốc cay quá nhiều luôn này, toàn ốc to này. Nhiều lắm mọi người. Đây này.
tay quá nhiều. Có nhưng mà nó nằm xu khó khó móc mấy cô nhỉ. Ừ. Rồi xong. Đứt dép luôn. Béo. Ô thụt. Đừng có trôi luôn. Mai vẫn đang có dép. Cái dép lên cho mọi người. Bụng hết cả dép. Cô móc cũng được cái cả cua. Con cái con cua, nói chung là may thì được con gặp cua gặp cái gặp con gì thì may gặp con cua mà không có may gặp con cái. Vâng. Hai kìa con sứa. Sứa đang bơi. Đây chỗ đây là gì, xuống là nó nút người đấy cô nhờ. Theo chân cô để ra xem cô mò, nhưng mà đi ra đấy sâu lắm mọi người, rút cái đồ trong túi cầm nó đi ra lộ giá là rút á, không đấy bắn được mấy con cua đó, cả cua cả cái nữa, cua đá cua biển luôn đấy mọi người, sợ lắm rồi. Đang bơi ra đấy, số trắng số lớn quá đẹp, đây là mấy con nữa này, hai ba con, số đây nó cứ bơi ra rồi mà phía ra biển nó biết đường nước ra đấy, nó bơi ra đấy mọi người, quá đẹp, đây này, hai ba con này, này dưới này có lớp cá này. Cá này không biết là cá gì, thường thường rất nhiều luôn, bạc như cá biển đấy mọi người, cá đang nhỏ mình không thấy được, không biết là cá gì nhỉ, rất nhiều nằm ở cái bờ này, không này cũng như là cá càng nhỏ. Đây mọi người phát hiện một con cá này, cá con này, con cá gì này, con cá mọi người này, đây mọi người thấy chưa, mắt nó trắng này, bây giờ không biết xuống bắt được hay không nhỉ, sợ nó chạy này. Có kia một con nữa cả, hai con mọi người ạ. Đây là con đèn này. Đèn này thì chắc là cá rô phi đấy mọi người, nó bị nín nước ngọt đấy. Là nước mặn nên nó nổ mắt đấy mọi người. Ôi thôi. Có bắt nó mà phải bắt một tay không bắt được, người ta nói là không, ông bà ta nói không sai mà, bắt cá là phải bắt được hai tay, một tay không thể nào bắt được, ông bà nói là không bao giờ sai, bắt cá là phải bắt hai tay, bắt đúng một tay là không thể nào bắt được. Đây này, cá nó to như thế này mà cá rô phi to lắm, nó bị trôi từ nước biển thành ra nước ngọt đấy mọi người, còn nước mặn đây
xong nó bị nổ mắt ấy. Để nó dễ bắt lắm. Mọi người hôm nay nhìn thấy rồi đó, khó bắt, từ mình bắt một tay đấy mọi người, không bắt được. Không còn phù hợp chạy. Cắt luôn, trốn luôn. Trốn nhanh nhỉ? À đây đây. À chà. Thả này. Nó chạy. Để điện. Vậy cái lưới này là giống như là kéo rồng đấy mọi người. Thì chắc là vây lại đấy, kéo dạng giống như kéo rồng. Bây giờ vây cái đoạn khu vực này nước cạn, gọi là cái này gọi là rồng nhỏ đấy, kéo lại để vây bắt cá. Đây cái lưới vây này, vây nhỏ nhỏ là có hai người kéo thôi. Thì cái loại này là nó nhỏ mà. Đây là cái dòng 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 mini đúng không? Ố trời. Cua cho cháu xem tí sản phẩm của cái này. Bao cái tìm sản phẩm. Này, cua này. Đấy, này cua bắt cua với ghẹ. Cua ghẹ con cái. Cái gì cái. Sản phẩm nhiều hơn thì. Mò.